Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Vendor là gì? Vendor là một từ thuần Anh được dùng nhiều trong các hoạt động kinh tế thương mại và khá phổ biến ở thị trường Việt Nam. Ban đầu vendor nghĩa gốc được dùng để chỉ những nhà bán nhỏ lẻ, những người bán dạo trên đường phố hoặc những người bán rong trên vỉa hè. Tuy nhiên, trong môi trường kinh tế thương mại rộng hiện nay, vendor không còn mang nghĩa ấy nữa mà người ta dùng vendor với nghĩa rộng hơn để chỉ những bên đóng vai trò là một nhà cung cấp. Ta đã biết trong thương mại thường được chia làm hai bên rõ ràng: mua bán, cung cấp, tiếp nhận. Muốn quá trình này diễn ra thuận lợi và trôi chảy thì không thể thiếu một mắt xích vô cùng quan trọng trọng có tên vendor này. Vendor có phạm vi sử dụng rất rộng, từ những cá nhân, đơn vị nhỏ riêng lẻ mà còn có thể là các tổ chức từ trung bình đến lớn. Với hình thức B2C, những tổ chức và cá nhân này sẽ mua sản phẩm và dịch vụ từ nhà sản xuất chính gốc hoặc từ nơi xuất xưởng rồi bán lại những sản phẩm, dịch vụ ấy cho khách hàng. Có thể nói vendor đóng vai trò trung gian quan trọng nhất giữa quá trình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Bạn là một công ty chủ quản sản xuất sản phẩm và thiết kế dịch vụ, bạn mong muốn sản phẩm của mình được bán ra nhiều, giới thiệu được đến nhiều người dùng. Vậy điều chắc chắn rằng bạn phải có một mạng lưới quan hệ với các vendor vô cùng rộng rãi. Việc tiếp cận với vendor chính là cách để tới gần hơn tới khách hàng thông thường. Một ví dụ cụ thể về vendor chính là hệ thống các siêu thị hiện nay. Tất cả các siêu thị, từ các siêu thị lớn như Big C, Vinmart đến những siêu thị mini, siêu thị tiện lợi mang tính chất địa phương đều đóng vai trò như một vendor. Họ nhập những mặt hàng và sản phẩm mà họ đánh giá là tốt và phù hợp với người tiêu dùng từ nhà sản xuất rồi bán chúng cho những người tiêu dùng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Việc một số thương hiệu lớn liên kết với chuỗi siêu thị, chuỗi cửa hàng và gặt hái doanh thu tăng đáng kể ngày một cho thấy sự đề cao và tầm quan trọng của vendor hiện nay. Vendor, nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng quan trọng như thế nào trong hoạt động kinh doanh từ truyền thống đến hiện đại? Quan niệm khách hàng là thượng đế tồn tại trong tư duy các doanh nghiệp khá nhiều. Tuy nhiên, xét trên một phương diện khác cũng có rất nhiều nhà sản xuất lớn có một lượng khách hàng vô cùng tiềm năng. Họ sẵn sàng bỏ tiền mua sản phẩm của doanh nghiệp, tưởng chừng như các doanh nghiệp không còn mối lo nào nữa. Thế nhưng lại chính bởi việc thiếu sự chuẩn bị cho nguồn cung cấp sản phẩm, chính là việc liên kết với các nhà cung cấp không được chú trọng và thiếu sự gắn kết bền chặt và có kế hoạch mà việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng dễ gặp nhiều sự cố. Hoạt động sản xuất đôi khi bị ngưng trệ mà đôi khi lại quá tải, đầu ra không được đảm bảo tuyệt đối dẫn đến chất lượng sụt giảm, dẫn đến việc khách hàng từ bỏ sản phẩm để tìm cái mới trong thị trường vốn phong phú đa dạng này. Còn đối với những nhà doanh nghiệp biết liên kết với nhà cung cấp là các vendor, những rủi ro trong cung ứng sản phẩm được giảm xuống mức tối thiểu. Cả một dây chuyền được tổ chức và hoạt động có kết hoặc trong đó các vendor liên kết bền chặt với nhau. Nhà sản xuất cung cấp sản phẩm định kỳ và vendor có nhiệm vụ sắp xếp quá trình cung ứng hàng hóa một cách hợp lý tới người tiêu dùng. Điều này làm giảm đi một gánh nặng tương đối lớn cho nhà sản xuất, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, giúp doanh nghiệp đầu tư phát triển chất lượng sản phẩm tốt hơn. Bất cứ vendor nào cũng giữ một vai trò trong toa tàu lớn mang tên cung ứng, và chỉ cần một vendor dính phải sự cố, ta có thể dễ dàng nhận ra những dao động trong toàn chuỗi và những điều bất lợi có thể đến với cả đôi bên, cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.